Chúng là những loại cỏ mọc ở các cánh đồng thảo nguyên. Ngoài ra, hà mã còn rất thích ăn các loại trái cây như chuối, táo và dưa hấu. Chúng thường sau đó, hà mã sẽ lên bờ để tìm cỏ. Loài động vật hoang dã như ngựa vằn, linh dương đồ. Bò, hươu nai, tuần lộc, chúng đều là động vật ăn cỏ trong tự nhiên. Mùa mưa hay hạn hán, chế độ ăn của chúng. Ngựa là động vật ăn cỏ, chủ yếu ăn các loại thức ăn thô, rạn sợi như cỏ.
cũng ăn cả các loại thức ăn có nguồn gốc thực vật khác như lá, quả. Vỏ cây, như là loài động vật không nghe lại. Vì vậy, chúng chỉ có một. Ngăn dạ dày. Một con ngựa nặng 450 kg mỗi ngày ăn khoảng 7 đến 11 kg. Rộng 38 đến 45 lít nước. Con ngỗng. Những con ngỗng được thuần hóa và chăn nuôi như một loại gia cầm để lấy thịt, trứng và lông. Ngoài ra, người ta nuôi chúng để giữ nhà, canh gác khá hiệu quả. Cũng là loài gia cầm khá phàm ăn.